Ứng dụng Microsoft Office Lens giống như một máy scan quét nhỏ bỏ túi, cài đặt trên điện thoại thông minh cả trên hệ điều hành Android và iOS để quét và chia sẻ tài liệu dưới dạng tập tin, PDF, hình ảnh, Word nhanh chóng, chính xác, tiện lợi. Có thể sử dụng cho việc tải hoặc tính kèm tài liệu lên cổng dịch vụ công trong quá trình nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Bước 1. Mở App Store trên điện thoại iPhone hoặc CX Play trên điện thoại có hệ điều hành Android để tìm và cài đặt ứng dụng. Bước 2. Cài đặt xong, mở ứng dụng và cho phép hoặc chấp nhận một số điều khoản mà ứng dụng yêu cầu. Sau đó chọn chế độ quét tài liệu. Bước 3. Căn chỉnh tài liệu cho ngay ngắn trước khi quét, sau đó bấm nút quét tài liệu. Bước 4. Quét xong, điều chỉnh viền trang tài liệu cho cân đối, rồi bấm xác nhận. Dùng ngón tay trượt lên để xem bộ lọc để chọn một ảnh quét ưng ý. Bước 5. Để quét thêm trang tài liệu, bấm thêm mới và tiếp tục thực hiện như bước 3 và bước 4. Bước 6. Hoàn tất việc quét, bấm đã xong. Bước 7. Đặt tên tiêu đề cho tệp tin. Chọn chế độ PDF và bấm lưu. Bạn có thể tải tập tin về điện thoại hoặc gửi tập tin qua Zalo, Facebook, Google Drive. Hoặc mở xem qua các ứng dụng Office trình xem PDF.